Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thành NDA. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ một chuyện globe về dạng Framecoin. Pool tài thưởng của dạng ngày hôm nay sẽ là 750.000 token Framecoin. Với 2.250 người may mắn sẽ nhận được token, cho đó chính xác là có 2.000 người sẽ nhận token. Dự án sẽ phân phối 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện, chúng ta còn 6 ngày nữa, tức là khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ tiến hành phân phối. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn sẽ copy cho mình cái phần địa chỉ ví MetaMask chúng ta và paste phía dưới đây vào nút content. Tiếp theo chúng ta đến với cái nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta được làm cái nhiệm vụ là follow và retweet các bài đăng ở trên Twitter cũng như các nhiệm vụ khác chúng ta được làm này. Trước tiên là follow Twitter này, retweet bài đăng này, rồi xác nhận soi vào kênh Telegram, bạn đu cho rồi cái đó thì đăng con tin cho tiếp thêm kênh Telegram nữa này. Rồi gian con tin visit Instagram ta mở ra, bạn follow Instagram của nó này, like và comment ta mở ra này. Khả năng là chúng ta sẽ xem cái video này, sau khi xem xong thì các bạn có thể ấn xác nhận được. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào con tin xác nhận này. Rồi tiếp theo đến nhiệm vụ giúp kênh YouTube các bạn hôm nay đấy 30 giây. Các bạn cứ để nguyên cái màn hình vậy để 30 giây nhé. Chắc là cũng đã đủ 30 giây rồi, còn 8 giây nữa. Rồi bây giờ các bạn ấn con tin xác nhận này. Tiếp theo chúng ta đến nhiệm vụ visit các site ở lại đó 30 giây nhé. Tiếp tục ấn xác nhận. Rồi chúng ta đến với nhiệm vụ support. Support với cái port của nó. Bây giờ sẽ có phần cấp quyền. Rồi bây giờ chúng ta follow này. Follow kênh Blaster. Ấn vào nút theo dõi này. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành làm việc tiếp theo. Đó là cái bước follow và set đúng không ạ? Chúng ta mở cái bài đăng này ra. Đi đến set ở trên Facebook của là Twitter với cái bài đăng này, chúng ta follow trước này. Rồi giờ chúng ta có thể ấn vào biểu tượng Twitter đây. Set trên Twitter hơn. Ấn nút tweet này. Rồi nút view, copy phần link này. Trở lại đây này, paste đây này. Con tin này, viết blog, cái này anh em làm được thì làm, không làm được thì không sao cả nhé. Cái này nhiệm vụ này có bỏ qua, hoàn thành nhận 20 NG này, ví dụ website và tìm code này. Đấy. Code thì đây nhé, to the man này, con tin là xong. Ok, vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ chuyện lốt với dự án Framecoin. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.